Xin chào các bạn, mình là Ngọc Tuyên. Trong ngày hôm qua thì bất ngờ Binance đã thông báo cái việc mà list cái đồng coin mới, đó là đồng Neutron với mã token là NTRN. Và cái dự án này là dự án Binance Low Pool tiếp theo của sàn Binance. Và đây là dự án Low Pool thứ 38 các bạn nhé. Và cái dự án này nó có một cái điểm đặc biệt, đó là dự án này nó niêm yết lên sàn Binance và nó được áp dụng seed tag. Đó thì ở đây Binance thì họ cũng giải thích đó là cái thẻ seed tag này là nó đại diện cho những cái dự án đổi mới và nó có những cái tính biến động và những cái rủi ro cao hơn so với những cái token được niêm yết khác. Và cái dự án NTRN này thì được áp dụng cái thẻ seed này các bạn nhé. Và ở đây họ cũng có nốt lại và nhắc nhở ở đây, đó là NTRN là một cái token tương đối mới và nó có những cái rủi ro cao hơn bình thường. Các bạn chú ý cái phần này. Và ở đây mình sang bên trang CoinMarketCap này. Bản chất thì dự án này nó cũng không phải là mới hẳn ấy. Tức là nó không phải là list lên sàn Binance hẳn, mà trước đó thì nó cũng đã được giao dịch và niêm yết trước đó rồi. Nó đã ra từ thời điểm là tháng 6 của năm 2023 đúng không? Thì lẽ ra ấy, là Binance nó sẽ niêm yết vào tầm tháng 7. Tuy nhiên thì nó cũng có một số những cái nó chưa đạt được tiêu chí, thì đến thời điểm hiện tại thì nó mới list lên sàn Binance và theo dạng low pool. Đó thì đó là cái mà mình tìm hiểu và mình giải thích cho các bạn về cái việc mà list lên sàn Binance và nó áp dụng cái seed tag này các bạn nhé. Ok, thì ở đây chúng ta tìm hiểu một chút thì cái Neutron này là một cái dự án nó cho phép những nhà phát triển dễ dàng xây dựng những cái ứng dụng chuỗi chéo thông qua cái giao thức truyền thông liên chuỗi khối IBC và cung cấp những cái ứng dụng DeFi sự bảo mật về cái kinh tế đầy đủ của cái Cosmos Hub. Và ở đây này các bạn, khi mà tham gia low pool đối với cái dự án NTRN này thì các bạn có thể là đặt cược bằng BNB, TUSD và FTUSD nhé. Đây các bạn sẽ đem stake 3 cái đồng này. Thì ở dưới này cái đồng NTRN nó sẽ được phân bổ cho những người mà tham gia stake, ví dụ như BNB thì cái phần thưởng nó sẽ chiếm khoảng 80%, tương đương với lại 16 triệu các bạn nhé. Và đối với TUSD và FTUSD thì mỗi cái chiếm 10% là tương đương với lại 2 triệu NTRN. Đó thì các bạn có thể là đem đi stake rồi tham gia low pool và tổng cái mã thưởng cho cái chương trình low pool nó là 20 triệu token NTRN, tương đương với lại 2% tổng cung các bạn nhé. Đó thì chắc là các bạn tham gia low pool rất là nhiều rồi, thì cái này thì các bạn nắm bắt được rồi, thì mình cũng không phải giải thích nhiều đúng không. Ok, thì ở bên đây, đây là trên trang chủ của dự án Neutron này. Thì cái dự án này nó được xây dựng ở trên Cosmos và nó phát triển và sử dụng cái bộ công cụ Cosmos SDK các bạn nhé, cũng như là nó phát triển và sử dụng cái cầu nối xuyên chuỗi cross-chain dựa trên cái nền tảng hợp đồng thông minh của Cosmos Hub và phát triển ở trên cái bộ công cụ CodeWorm của Cosmos. Đó thì mình giải thích như thế để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái dự án này. Ở đây thì sang bên này ạ, mình vào chỗ white paper của dự án thì họ cũng giải thích cho các bạn như này, là Neutron nó là một cái mạng blockchain đưa cái hợp đồng thông minh vào cái chuỗi khối của Cosmos bằng cái cách sử dụng cái công nghệ CodeWorm. Và Neutron này nó hoạt động với các mạng sử dụng cái giao thức IBC và nó có cái tính bảo mật rất là cao khi mà được xây dựng ở trên Cosmos Hub và nó được thừa hưởng cái tính bảo mật của Internet chain của Cosmos các bạn nhé. Đó, và ở đây thì nó sử dụng cái bộ công cụ Cosmos SDK. Đó, và Neutron thì nó được xây dựng bằng cái khung Cosmos SDK. Và cái việc này thì nó sẽ giúp đơn giản hóa cái quá trình xây dựng những cái ứng dụng blockchain an toàn ở trên Tendermint. Và nó dựa vào hai cái nguyên tắc chính, đó là tính module và cái bảo mật trên cái khả năng của cái dự án Neutron này. Và cái dự án Neutron này á, thì nó giống như một cái cross chain, nó
sẽ giúp đưa những cái tài sản và những cái hợp đồng thông minh giữa những cái chuỗi khối ở trên cái hệ sinh thái Cosmos, cũng như là đưa các hợp đồng thông minh của những cái dự án ở bên ngoài vào trong cái hệ sinh thái của Cosmos. Và ở đây thì Neutron nó đang đưa những cái tài khoản liên chuỗi ICA vào trong cái hợp đồng thông minh của Codeworm, và ICA này nó cho phép module và các hợp đồng thông minh thực hiện và theo dõi những cái giao dịch ở khu vực nước ngoài mà không cần phải triển khai mã bổ sung. Ngoài ra thì các bạn có thể là vào đây các bạn tìm hiểu sâu hơn các bạn nhé. Đó, và tiếp tục sang trang chính của cái dự án Neutron này, thì ở đây họ cũng thông báo là nó được backer đứng sau dự án này. Ở đây gồm có rất là nhiều những cái tên tuổi như là Binance Lab, CoinFund, Launch 2 này, rồi Cosmos Station này. Ở đây ngoài cái Binance Lab và CoinFund thì mình thấy đa số các quỹ ở đây á thì không thấy có quỹ nào gọi là nổi tiếng và đầu tư đình đám mà có những cái dự án thành công cả. Thì mình có tìm hiểu được ấy, đó là dự án Neutron này thì cũng mới đây thì nó mới thông báo là huy động được 10 triệu đô từ Binance Lab và CoinFund ở trong cái vòng gọi vốn mới nhất. Thì đây cũng chính là cái lý do mà Binance nó list cái đồng này lên sàn của nó và là cái dự án Long Pool. Đó, thế còn đâu là ở cái vòng trước hay là trước đó nó có huy động được như thế nào hay nhiều hay ít ấy, thì mình vẫn chưa tìm hiểu được. Và cái dự án này á, nó là cái dự án mà ở trên cái hệ sinh thái Cosmos nên là bản chất thì mình cũng không đánh giá quá cao. Và có thể ở đây là cái dự án mà gọi là ra đón đầu cái dự án Layer Zero sau này khi mà nó ra đời và nó list sàn ấy. Khi đó thì có thể là những cái chain, cross chain nó sẽ được chú ý, thì những cái dự án làm về cross chain có thể là nó sẽ bùng nổ và nó có cái sóng ở trong cái thời gian tới, thì có thể là cái dự án này á, nó dựa vào cái việc đó nó list lên sàn Binance trước để có thể là có cái sóng khi mà Layer Zero ra đời. Và ở đây thì họ cũng chia sẻ một số những cái thông tin ở đây. Ví dụ ở đây là cái việc mà nó sẽ giúp đưa những cái gọi là hợp đồng thông minh vào trong cái nền tảng Cosmos này, và nó sử dụng cái bộ công cụ ICB kết hợp với lại ICQ và ICA để giúp cho những cái hợp đồng thông minh có thể là dễ dàng truy vấn và luân chuyển các dữ liệu và giao tiếp với các tài khoản một cách rất là dễ dàng hơn, và các bạn có thể là ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể là dễ dàng giao tiếp các bạn nhé. Và ở đây thì nó sử dụng cái bộ công cụ Internet Chain Security, thì với cái bộ công cụ này thì nó sẽ có cái tốc độ bảo mật rất là cao, và nó đã được bảo mật bởi hơn 190 triệu người rồi các bạn nhé. Ngoài ra thì nó được xây dựng ở trên Codeworm và nó phát triển bởi cái công cụ Tenimai. Nó sẽ giúp tối ưu hóa cái hợp đồng thông minh của dự án Neutron này. Và ở đây thì các bạn là người xây dựng build dự án thì các bạn có thể là vào đây các bạn tìm hiểu này. Và ở đây là cái lượng người dùng, ví dụ như là các bạn có thể là tìm hiểu một số những cái thông tin ở đây. Ngoài ra thì ở đây các bạn có những cái câu hỏi gì về cái dự án Neutron này, cũng như là về những cái liên quan đến những cái bộ công cụ của Cosmos ấy, thì các bạn có thể là vào đây các bạn tìm hiểu các bạn nhé. Ok, và sang đây thì chúng ta thấy cái dự án này thì hiện tại bây giờ nó có 25,6 nghìn lượt follow, và ở đây là những cái bài đăng của nó ở đây. Thực ra là mình thấy cái dự án này nó cũng ít đăng lên ấy. Tuy nhiên thì những cái bài đăng của nó thì cũng có những cái lượt tương tác ở đây cũng gọi là khá là nhiều so với cái lượt follow cái nền tảng của nó ở đây các bạn nhá. Thì các bạn có thể là vào tìm hiểu sâu hơn ở đây trên trang chủ Twitter của dự án. Twitter thường thường là một cái nơi mà nó cập nhật rất là nhiều những thông tin mới nhất, cũng như là khá là đầy đủ đối với một cái dự án. Và các bạn cứ để ý những cái dự án nào, một cái dự án cũ ấy, mà nó vẫn thường xuyên cập nhật rất là nhiều những cái tin tức ở trên Twitter, thì bản chất dự án đấy nó vẫn đang làm và phát triển, thì các bạn hãy chú ý nhé. Ok, và quay sang đây thì ở trên trang CoinMarketCap ấy, thì hiện tại bây giờ là Neutron này nó đang giao dịch với cái giá là 0,41 đô đúng không? Và bây giờ hiện tại cái cap của nó là 90 triệu này, và cái security supply của nó là 217 triệu các bạn nhé, trên tổng max supply của nó là 1 tỷ token. Đối với lại một cái dự án mà Long Pool ấy, với giá này và cap này thì mình thấy ở trong cái mùa downtrend, ở trong cái mùa
Hiện tại thì cái giá và cap này nó đang khá là cao. Hiện tại bây giờ dự án này mới ấy, ở trên một số những cái trang check thì nó vẫn chưa có những cái thông tin để mà check những cái dự án này về cái token này, rồi về những cái đơn vị backer đầu tư này, rồi VC này. Đó thì nó vẫn chưa thống kê kỹ. Tuy nhiên thì mình đánh giá theo, xét theo những cái dự án mà low pool ấy, thì có rất là nhiều những cái dự án low pool mà nó làm có tiềm năng hơn cái dự án này. Thời điểm mà để mà bắt đầu nó pump cũng như là cái thời điểm đẹp ấy, thì nó cap nó phải về tầm 40 và 50. Thì đối với dự án này thì nó xây dựng ở trên Cosmos nên là mình không đánh giá quá cao. Thì nếu mà về tầm cap tầm 40 thì có thể là cân nhắc. Khi mà cap về tầm đó thì giá nó sẽ về tầm 0,2 cùng trùng với giá lít sàn. Thì có thể là một số bạn nói là nó không về được mức giá đấy đâu. Tuy nhiên thì với bản thân mình cũng nghĩ là nó sẽ có nhiều cái lựa chọn khác mà tốt hơn ấy. Thế nên là đối với bản thân mình thì nó về tầm mức giá đó thì mình mới xem xét, chứ không phải là về cái mức giá đó thì mua nhé. Mình phải xem thời điểm đấy thị trường nó đẹp hay không, cũng như là dự án nó có đội MM mà đỡ giá, cũng như là cái trạng của nó như thế nào thì mình mới đưa ra cái xu hướng tiếp theo được. Cái video này á, trên quan điểm là mình làm video để mình chia sẻ cho các bạn hiểu hơn về cái dự án này, xem nó làm về cái gì, cũng như là nó là dự án có đáng để đầu tư ở trong cái thời gian tới hay không. Tất nhiên là sau này á, khi mà nó có đầy đủ những cái số liệu và thông tin nó rõ hơn thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn cho các bạn nhé. Ok, thì trên đây là cái bài chia sẻ và đánh giá về cái dự án Neutron của mình, dự án Binance Low Pool thứ 38, đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like, cũng như là chia sẻ video của mình đến với những người bạn của bạn đang cần. Và ở bên đây là cái kênh YouTube Crypto News của mình. Nếu mà các bạn chưa follow kênh thì hãy follow kênh để được cập nhật những cái video vô cùng có giá trị trong thị trường cryptocurrency các bạn nhé. Ok, và video của mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công.